Chuyện là 3 tuần trước mình có gặp hai cái em bé này. Hai em sống ở công trường và được những cái anh ở đó cho ăn cơm. Mà anh đó nói là hết dự án thì không có ở đây để cho nó ăn được nữa. Thật ra là ban đầu nó tới 3 con luôn đó mọi người. Hai em này thì bị mù một mắt, còn một bé nữa bị mù tới 2 mắt luôn. Thật ra nó vẫn còn khá là khỏe, nhưng mà nó không thấy đường cho nên là nó đi ra đường xe đụng nó mất rồi. Hút hai cục này xong mình chở nó đi thú y luôn để xem cái con mắt này là bị như thế nào. Sau khi coi thì bác sĩ nói với mình cái này là bẩm sinh rồi, tại vì nó hoàn toàn không có con mắt đó chứ không phải là do bị thương hay gì hết. Con mắt còn lại của nó cũng không được bình thường nữa. Con mắt nó bị dính vô cái mí mắt không có di chuyển được. Hai bé này thì có rận với trứng cũng hơi nhiều cho nên được nhỏ gáy luôn. Hai đứa này coi vậy chứ nó dạng dĩ lắm chứ không có nhát nha mọi người. Nó hồn nhiên dễ thương lắm. Tôi mới bỏ cát vô có xíu rồi chưa xong nữa mà bà ghét quá, bà vô bà đào rồi bà làm hơi gì đó. Đó, tự nhiên dễ sợ. Quăng cho cái thau cát khóa với chìa khóa ngồi đào hoài luôn. Ăn rất là giỏi luôn, kiểu ở ngoài bị đói á, nên không có kén gì hết. Cái bên mắt bị mù á, hiện tại nó vẫn chưa có khích lại được, cho nên nó sẽ có hiện tượng là chảy nước và đóng thành ghèn. Thì mình sẽ vệ sinh bằng cách nhỏ mắt với lau. Chừng nữa nó lớn hơn thì không biết làm sao, nhưng mà hiện tại cái con mắt còn lại á, vẫn giúp nó nhìn thấy đường được. Đó, nó đang nhìn mình đó mọi người, dễ thương ha. Ăn uống no say thì làm gì? Đây là cái ngày đầu tiên mà tôi đem nó về mà giống như là nó ở đây lâu lắm rồi á. Ngủ 1800 kiểu, có người ngồi nhìn cũng ngủ, tỉnh bơ. Hốt về tới nay cũng được 3 tuần rồi đó. Bữa mới sổ dung cái đợt, rận đồ cũng hết trơn rồi. Nói chung ngoài con mắt chột ra thì hai đứa nó là một con mèo khỏe mạnh, dễ thương á. Ăn uống giỡn hớt, đồ thì cưng lắm. Bạn nào ở Cần Thơ mà có thể nhận nuôi hai bé này thì nói với mình nha. Coi nó ôm nhau ngủ thấy thương thiệt chứ. Thức dậy là ăn tiếp hả? Ăn miệt mài, tội nghiệp ghê. Ở ngoài đói quá mà, ăn mà bị đỏ dính vàng khè luôn kìa. Ghét không? Mà không có hiền đâu nha. Tới giờ ăn là anh chị nè.